30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn từ quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh tin mới nhất. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Đáng chú ý là thông tin về cơn bão số 3 đi vào Trung Quốc và trận lũ thứ tư xuất hiện trên sông Hoàng Hà. Trước khi vào nội dung chi tiết thì xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các thông tin chính ngay sau đây. Thông tin về bão số 3 đi vào Trung Quốc. Sông Hoàng Hà xuất hiện trận lũ thứ tư, nghịch lý hậu quả lũ lụt Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Đông Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão. Cơn bão số 3 năm 2023 có tên quốc tế là Malakala và đổ bộ vào đất liền tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào sáng thứ Ba, bão số 3 ở khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc, 118,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9,75 đến 90 km/h, giật cấp 11, bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên, khoảng 130 km tính từ tâm bão, cơn bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Tiến sâu vào đất liền tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó thành vùng áp thấp. Vùng nguy hiểm trên biển Đông đến 16 giờ ngày thứ ba có gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía Bắc vĩ tuyến 17 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ngay trong vùng nguy hiểm này đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 do ảnh hưởng của bão với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ở vùng biển phía Đông Bắc, khu vực miền Bắc Biển Đông trong sáng sớm nay có mưa bão. Gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Sóng biển cao 3-5 mét, biển động rất mạnh. Khu vực giữa Biển Đông trong sáng nay còn có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc giật cấp 6, cấp 7, sóng biển cao từ 2-3 mét, biển động. Vào sáng thứ ba, sông Hoàng Hà xuất hiện trận lũ số 3 sau khi hàng loạt các tỉnh thành phía Bắc, nước này bắt đầu bước vào trận mưa lớn trên diện rộng. Theo báo điện tử Đài VOV dẫn thông tin của Ủy ban Thủy lợi sông Hoàng Hà thuộc Bộ Thủy lợi Trung Quốc vừa công bố sáng thứ ba cho thấy, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài thời gian gần đây, lưu lượng nước tại các trạm thủy văn chính trên sông Hoàng Hà và không ngừng dâng cao. Với lưu lượng nước tại trạm thủy văn đường Nãi Hợi ở thượng lưu sông Hoàng Hà đo được vào lúc 7 giờ 6 phút sáng thứ ba theo giờ địa phương là 2.500 m³/giây, trận lũ số 3 trong năm đã chính thức hình thành trên sông Hoàng Hà. Ủy ban Thủy lợi sông Hoàng Hà cũng quyết định phát đi cảnh báo lũ màu xanh tại khu vực này, đồng thời kích hoạt cơ chế phản ứng khẩn cấp phòng chống lũ lụt, hạn hán cấp 4 tại đây. Ủy ban này cũng phải gửi thông báo khẩn tới cơ quan thủy lợi các địa phương như Thanh Hải, Cam Túc, Ninh Hạ, Nội Mông Cổ, các đơn vị liên quan yêu cầu làm tốt việc theo dõi mực nước của các sông hồ, tăng cường tuần tra đảm bảo an toàn đê điều, đập hồ chứa nước, kịp thời xử lý các trường hợp nguy hiểm, đảm bảo an toàn tính mạng người dân. Sau khi hoàn thành khu vực miền Nam ở sông Trường Giang gây ra lũ lụt nghiêm trọng, các trận mưa lớn ở Trung Quốc bắt đầu chuyển dần lên phía Bắc. Trước đó, sông Trường Giang cũng đã xuất hiện hai trận lũ và gây áp lực không nhỏ lên đập Tam Hiệp, con đập thủy điện lớn nhất thế giới. Cũng trong ngày thứ ba, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi cảnh báo mưa lớn màu vàng cấp thứ 2 trong 4 cấp. Do trong những ngày tới, khoảng 10 tỉnh ở nước này sẽ liên tiếp xảy ra mưa lớn, trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực phía Bắc và một số tỉnh Tây Nam. Một số khu vực miền Tây Trung Quốc bộ, Bồn Địa, Tứ Xuyên có mưa rất to, lượng mưa lên đến 100-300mm. Khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Liêu Ninh cũng có lượng mưa lớn kể từ đầu mùa lũ đến nay. Lũ lụt ở Trung Quốc trong hơn 2 tháng qua đã làm ít nhất 158 người không thể vượt qua hoặc là mất tích và 4 triệu người phải sơ tán. Song theo nhận định từ các chuyên gia, khi mưa lũ năm nay chỉ gây thiệt hại nhỏ cho nền kinh tế nước này. Chuyên gia Li Zhao, thành viên tại Viện Đông Á thuộc Đại học Quốc gia Singapore ước tính trong nghiên cứu sơ bộ rằng lũ lụt Trung Quốc năm nay sẽ làm giảm 0,17% GDP trong năm 2023 của Trung Quốc, ít hơn nhiều so với các cuộc khủng hoảng trước đó. Bà Li nhận định không khó để Trung Quốc có thể vượt qua được thiệt hại kinh tế tổng do lũ lụt gây ra. Mùa mưa lũ ở kinh Trung Quốc gây ra nguy cơ lũ lụt khiến nước này thiệt hại trực tiếp trung bình 10 tỷ đô la mỗi năm. Công ty nghiên cứu China Weather Risk ước tính mỗi năm Trung Quốc phải gánh chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Trận lụt kinh hoàng nhất Trung Quốc xảy ra vào năm 1998. Trận đại hồng thủy trên sông Trường Giang hay sông Dương Tử đã khiến hơn 4.000 người không thể vượt qua và 14.000 người mất nhà cửa. Đến năm 2016, lũ lụt ở trung sông Trường Giang tiếp tục cướp đi tính mạng của gần 700 người và gây thiệt hại cho đất nước hơn 30 tỷ đô la. Thảm họa năm 1998 đã khiến GDP của Trung Quốc giảm 1,9%, trong khi trận lụt năm 2016 khiến GDP giảm 0,3%. Để so sánh, lũ lụt năm nay dự kiến sẽ làm tổn thương nền kinh tế ở mức độ nhẹ hơn nhiều, mặc dù bà Li cảnh báo có thể vẫn còn sớm để ước tính tác động kinh tế cuối cùng. Song chuyên gia Li Zhao nhận định đây không phải là yếu tố may mắn. Lũ lụt chỉ gây thiệt hại nhỏ đối với nền kinh tế Trung Quốc, không phải là ngẫu nhiên. Trong những năm gần đây, tờ Fortune cho rằng Bắc Kinh đã xây dựng các vùng đất ngập nước mới và những con đập mới để chống lại các mối đe dọa như vậy. Tổng cộng Trung Quốc có hơn 98.000 con đập, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên trái đất. Để đối phó với lũ lụt năm 1998, chính quyền Trung ương đã thành lập 7 ủy ban lưu vực sông để cung cấp kinh phí cho các dự án cơ sở hạ tầng và lập kế hoạch các biện pháp kiểm soát lũ lụt dọc với các tuyến đường thủy chính mặt khác. Chắc chắn lũ lụt năm nay đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu ở mức độ nào đó, đóng cửa các dây chuyền sản xuất và gây ra sự chậm trễ cho các ngành công nghiệp khác nhau. Theo đó, hãng Kindle cho hay
Lũ lụt đã làm trì hoãn các chuyến hàng thiết bị bảo vệ cá nhân đến Mỹ. Nó rất cần nguồn cung cấp để phòng chống COVID-19. Cuối tháng vừa qua, tờ Supply Chain Diff dẫn lời đại diện một số công ty vận tải nói rằng một số bến tàu nội địa dọc sông Trường Giang bị đóng cửa và các chủ hàng trên bờ cũng đang hoạt động với công suất giảm dần. Tuy nhiên, cho đến nay, tác hại của lũ lụt đối với các chuỗi cung ứng của khu vực dường như rất hạn chế. Về vấn đề này, chuyên gia về chuỗi cung ứng tại công ty tư vấn sản xuất Trung Quốc ở Thâm Quyến, Reno Angelan nói rằng các nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô dễ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt nghiêm trọng. Nhưng cho đến nay, ông chưa nghe nói về bất kỳ sự gián đoạn lớn nào. Theo tờ Fortuner dẫn lời chuyên gia này phân tích, hoặc các nhà sản xuất đã gặp may mắn hoặc lũ lụt được hướng dẫn các khu vực phi công nghiệp hóa để đối phó với những trận lụt. Chính phủ Trung ương đã khởi động chương trình hình thành phố bọt biển vào năm 2015. Trong đó, yếu tố các trung tâm đô thị tạo ra các vùng đất ngập nước và các khu vực khác để thấm lượng nước mưa dư thừa. Tuy nhiên, chính sách như vậy vẫn chưa được thực hiện ở các vùng nông thôn, khiến các thành phố nhỏ hơn, làng mạc và đất nông nghiệp dễ bị ngập lụt. Giáo sư chính trị môi trường tại Đại học Mỹ Judith Shapiro cho hay, mưa lớn gia tăng do biến đổi khí hậu đang thử thách chiến lược xây đập của Trung Quốc. Và Shapiro nhấn mạnh, ngay cả đập Tam Hiệp cũng không được xây dựng đủ mạnh để chúng tôi có thể chắc chắn rằng nó sẽ chịu được lũ lụt mà Trung Quốc đã chứng kiến trong những tuần gần đây. Nếu con đập bị vỡ, nó sẽ là một thảm họa với quy mô của một trận đại hồng thủy, điều mà nền kinh tế Trung Quốc không thể thoát khỏi. Trung Quốc thêm con đập khổng lồ phải xả lũ gấp. Truyền thông dặn đây là nước dâng là chảy. Tình hình mưa lũ ở Trung Quốc tiếp diễn phức tạp. Khi bắt đầu bước vào mùa mưa chính, mới đây một con đập khổng lồ khác chắc chắn nước sông Hoàng Hà cũng phải xả lũ để đón lượng nước mới dồn dề. Phượng Hoàng Cổ Trấn, thị trấn cổ với bề dày hơn 2.000 năm lịch sử, vừa trở thành khu vực mới nhất rơi vào ngập lụt do mưa lũ ở Trung Quốc. Trấn Phượng Hoàng thuộc tỉnh Hồ Nam, nằm trên một nhánh của sông Dương Tử. Đây cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc với khung cảnh nên thơ cổ kính. Kể từ đầu tháng này, hơn 14 triệu người ở 26 tỉnh thành phố Trung Quốc đã bị ảnh hưởng do mưa lũ. Hôm thứ Tư vừa qua, đập Tam Hiệp chính thức xả lũ lần đầu tiên trong năm nay, làm dấy lên lo ngại, làm trầm trọng thêm tình trạng lũ lụt ở khu vực hạ lưu. Theo thông tin mới nhất từ Tân Hoa xã, mưa lớn đã đang xảy ra khu vực thượng nguồn sông Dương Tử, như các sông Ngô Giang, Tử Giang và Đà Giang. Hai bên bờ sông Đà Giang, một nhánh chính của sông Dương Tử đã bị nhấn chìm trong dòng nước lũ. Một đoạn video do người dân địa phương đăng tải cho thấy dòng nước lũ đục ngầu phù sa đang quét qua đường phố ở Phượng Hoàng Cổ Trấn. Nước ngập cao đến vai người ở các khu vực thoát nước hiện đại hơn của Cổ Trấn. Người đi bộ và các phương tiện di chuyển cũng rất khó khăn. Miền Nam Trung Quốc đang phải đối mặt với những đợt lũ nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do các đợt mưa kéo dài cả tháng nay, đập Tam Hiệp đã phải hoạt động hết công suất phát điện và lần đầu tiên trong mùa mưa năm nay đã phải xả hai đập tràn bởi lũ thượng nguồn trên sông Trường Giang vẫn ở mức cao. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã ra cảnh báo mưa lũ liên tiếp hơn một tháng nay. Trong hai ngày vừa qua, nhiều vùng ở các tỉnh thành Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Hồ Bắc, Sơn Đông, Vân Nam, Quảng Tây trở thành rốn ngập. Khi tiếp tục hứng chịu những trận mưa dông lớn, lượng mưa đổ xuống sông tăng từ 30 đến 80%, khiến cho hơn 250 con sông ở Trung Quốc vượt mức báo động lũ. Nhiều nơi nghiêm trọng, mực nước sông tăng gấp đôi. Một số tỉnh thành ghi nhận lũ lụt tồi tệ nhất hơn nửa thế kỷ qua. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cảnh báo tình hình mưa lũ sẽ còn tiếp tục với những diễn biến khó lường hơn trong 2 tháng tới. Theo số liệu chưa đầy đủ, mưa lũ kéo dài cả tháng ở miền Nam Trung Quốc khiến cho ít nhất 78 người chết và mất tích, hơn 14 triệu người bị ảnh hưởng, gần cả 100.000 ngôi nhà bị hư hỏng, thiệt hại hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Chủ tịch Tập Cận Bình đã phải kêu gọi nỗ lực tối đa trong công tác cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn mạng sống người dân là trên hết, đồng thời triển khai nhanh các giải pháp để ngăn chặn thảm họa địa chất. Khi mà mưa lũ kéo dài, đập Tam Hiệp đã phải hoạt động hết công suất phát điện và lần đầu tiên trong mùa mưa năm nay đã phải xả hai đập tràn bởi lũ thượng nguồn trên sông Trường Giang ở mức cao. Theo các chuyên gia, việc xả đập có thể sẽ làm cho tình hình ngập hạ nguồn thêm trầm trọng, nhưng đây là giải pháp an toàn cho con đập lớn nhất thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy nhấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của ban biên tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới nhất.